Xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với Xế Ngọng Vlog. Hôm nay Xế Ngọng xin gửi tới anh em một mẫu xe do Tăng Trồng phân phối sẽ được đưa về Việt Nam vào cuối tháng 4 đầu tháng 5 năm 2021. Hiện nay ở Việt Nam, các mẫu xe Trung Quốc đều là các mẫu SUV gầm cao, thiếu vắng các mẫu xe sedan. Nắm bắt được điều này, Tăng Trồng đã quyết định đưa về Việt Nam mẫu MG5. MG5 là mẫu sedan hạng C có giá bán là 6,49 đến 10,19 vạn tệ. Tương đương 240 đến 380 triệu Việt Nam đồng. Xe có kích thước là 4675 x 1842 x 1480 mm. Chiều dài trục cơ sở là 2680 mm. MG5 bên Trung Quốc là có 8 phiên bản. 4 phiên bản là 1.5 thường và 4 phiên bản là 1.5 turbo. Xe ra mắt ở triển lãm xe ô tô Bắc Kinh 2020 và được bán ra từ tháng 11 năm 2020. Với doanh số bán là 10.000 xe trên tháng, đây có thể nói là một doanh số khá tốt đối với một hãng xe nội địa. Cảm nhận ban đầu về chiếc xe là thiết kế khá bắt mắt. Có thể nói MG5 là một chiếc sedan nhưng có hình dạng của một chiếc slipback. Liệu với ngoại hình mới mẻ này có phù hợp với thị hiếu của người Việt khi đã quá quen với các kiểu mẫu sedan dáng cơ bản? MG5 có hai hệ thống chuyển động là 1.5 với hộp số CVT và 1.5 turbo với hộp số ly hợp kép. Mình thì hy vọng Tăng Trồng sẽ đưa về bản 1.5 turbo với 173 mã. Tiếp theo vẫn như thường lệ, mình gửi tới anh em đó là một vài nhận xét của các reviewer bên Trung Quốc để anh em có cái nhìn khách quan hơn. Và lưu ý đây là xe dưới 10 vạn tệ, bên Trung Quốc là mẫu xe giá rẻ. Về mặt nội thất thì cảm giác thiết kế tốt, tuy nhiên chủ đạo vẫn là nhựa. So với cùng tầm giá dưới 10 vạn tệ thì các đối thủ liên doanh có thiết kế không bằng MG5. Về không gian đem lại cảm giác tốt, xe được trang bị nhiều option. Về ngoại thất, độ đồng đều vẫn kém hơn so với các mẫu xe liên doanh của Volkswagen. Vô lăng chỉ có thể điều chỉnh được lên xuống, không chỉnh được tiến lui, chính vì thế khó có thể kiếm được tư thế lái thích hợp. Quá trình trải nghiệm 1.5 turbo là tuyệt vời. Dù bên ngoài MG5 trông rất thể thao nhưng hệ thống treo lại được điều chỉnh êm ái, hiệu quả và cách âm tốt. Khi đạp thấp ga tăng tốc, tiếng động cơ lập tức chuyển vào khoang xe. Khoang cách âm động cơ có vẻ hơi mỏng. Với 173 mã lực của động cơ 1.5 turbo, bạn sẽ kỳ vọng một chiếc xe nhanh nhẹ, tuy nhiên xe vẫn chưa làm được điều đó. Với hộp số ly hợp kép thì ai cũng mong chờ một mẫu xe có kiểu dáng thể thao, nhưng nó hoàn toàn không có. Nó hợp với tiêu chuẩn một chiếc xe phục vụ gia đình. Nhiều anh em sẽ hỏi MG5 có đáng tin cậy để sử dụng lâu dài. Như mình thu nhập được ở một số hội nhóm của MG5 thì không có quá nhiều thông tin về lỗi vặt. Tuy nhiên ở bản 1.5 thường thì có một vài phàn nàn về hộp số CVT. Chính sách bảo hành của hãng chỉ là 3 năm hoặc 100.000 km, trong khi các hãng khác bắt đầu nâng thời gian bảo hành lên là trọn đời xe. Hệ thống đại lý 4S của hãng không đủ nhiều. Trên đây là toàn bộ những thông tin mình nắm bắt được về chiếc MG5. Nếu trong clip mình có gì thiếu sót hay sai, anh em có thể comment phản ánh lại giúp mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các clip sau.